Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài macOS Monterey trên PC hoặc là laptop. Có nghĩa là đây là cái cách mà để các anh em thích xài hệ điều hành của Apple macOS lên trên cái PC của mình mà không phải tốn tiền mua MacBook hay là Mac Pro, nói chung là các sản phẩm Apple. Thì đây là gọi là Hackintosh, có nghĩa là cài macOS trên máy tính PC chạy Win thông thường. Thì mình có thể cài macOS song song với Win. Mình khuyến khích các bạn là cài macOS trước, có nghĩa là cài Hackintosh trước rồi hãy cài Win. Rồi, đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái USB 16 GB, rồi các bạn cắm vào máy tính và format. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài nha. Đầu tiên các bạn vào Google Chrome, vào cái link này cho mình. Link này mình sẽ để dưới phần mô tả video, các bạn cứ nhấp vào link là được cho các bạn. Rồi, đây là giao diện của trang web Olarila, một cái trang web mà dân Hackintosh đa số là phải biết, tại vì nó hướng dẫn rất là chi tiết và nó ít bị lỗi nếu mà làm đúng theo cái các bước của nó. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Hackintosh sử dụng cái boot OpenCore cho các bạn. Có boot Clover nhưng mà mình Clover nó rất là nhiều cái phức tạp nên mình xài cái OpenCore. Rồi, các bạn vào cái link này, các bạn lăn chuột xuống cho mình, tải cho mình, đây tải cho mình cái phần mềm bên Olarila Email, có nghĩa là nó sẽ tạo cho các bạn cái, nói đại loại là tạo cái USB cài Hackintosh đó. Rồi các bạn tải phần mềm này cho mình, cái link này các bạn đây. Khi các bạn vào đây thì nó có rất là nhiều bảng, thì các bạn cứ bấm chọn cho mình cái bảng setup ở đây, bảng cài đặt trực tiếp này nè đó, cho nó dễ hiểu nhanh gọn. Rồi sẽ tải về. Tiếp theo các bạn vào cái link này, link này mình cũng để dưới phần mô tả luôn. Thì cái link này tức là chứa cái folder EFI của cái boot OpenCore, thì phải có cái folder này mới boot được vào OpenCore nha các bạn. Cái folder này rất là quan trọng, hầu hết dân Hackintosh đều phải rành cái folder này. Rồi, OpenCore folder thì ở đây nó có là OpenCore desktop. Đây là desktop nghĩa là PC nha các bạn. Đây là desktop PC. Và ở dưới phần này là OpenCore cho notebook, có nghĩa là laptop các bạn á. Đó. Thì mình hướng dẫn cài PC thôi, tại mình không có laptop để bọc. Rồi. Ở đây nó có rất là nhiều các mục như là Sandy Rai, Ivy Rai, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake. Rồi, thì cái này là gì? Cái này tức là đời con chip của các bạn. Ví dụ như các bạn xài, ví dụ như máy mình là xài i5 8004, con chip của nha bạn, con CPU của mình đó, i5 8004. Các bạn bấm vô đây thì nó hiện là Coffee Lake này, thấy chưa, cái mã là Coffee Lake. Thì có nghĩa là gì? Là mình phải tải cái folder EFI của chip Coffee Lake. Lưu ý cái này phải đúng chính xác nha các bạn. Đó, ví dụ như các bạn xài i5 9004 đi. Đó. i5 9004 là nó cũng là Coffee Lake luôn. Bây giờ mình thử i5 coi. Từ là Core Mainline đó, có nghĩa là đây Core Mainline này, có nghĩa là máy của bạn xài cái CPU gì thì các bạn phải tải đúng cái folder EFI của cái CPU đó, chứ không là cài sẽ không được, nó sẽ bị lỗi nha các bạn. Rồi của mình là i5 8004 Coffee Lake, i5 8004 mình sẽ tải cái folder này, folder liên kết. Rồi nó tự nó tải về luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn tải cái ora cái file mà Olarila Mày, file này nó có sẵn thì các bạn vào đây cho mình cái trang web đầu tiên á, các bạn vào đây Olarila Mày là đó, các bạn vào trang web này cho mình sẽ để cái link của cái Olarila Mày cho các bạn luôn, cho các bạn dễ tải.
Đó, trang web này là nhận thức kiến thức là phải biết nha các bạn. Nó rất là ok. Ở đây nó có cả hướng dẫn cho AMD nữa nè. Các bạn dùng chip AMD mình sẽ chip Intel. Rồi, cái link mình này mình sẽ để dưới phần mô tả luôn. Đó, Monterey Oladera. Đó, macOS mới nhất nha bạn, macOS 12 nha. Này, tới bản beta 8 rồi nè. Đó, bạn nào thích cài BitSuite thì tải cái file này về. Katarina có hết, mình sẽ hướng dẫn cài mới nhất luôn. Monterey beta 8. Thì cái Monterey này giờ chuẩn bị sắp ra bản chính thức nha các bạn. Rồi, media file lên ở đây. Phải mở liên kết. Rồi, nó là 13,5 GB. Rồi các bạn cứ bấm bấm vào đây. Rồi, nó đang down rồi các bạn, 13,5 GB nó đang down. Rồi, thế là bây giờ mình chờ thôi. Sau khi mà các bạn download về hết ba cái file mình đã chỉ á, theo cái link á thì các bạn sẽ được ba file này. Đó, thì file này chính là file raw nè, file này để các bạn tạo cái USB cài macOS 12 nè, Hackintosh á. Rồi, cái đây là phần mềm tạo USB nè, các bạn chuột phải lên Admin cài đặt cho mình. Ok, sau khi mà nó chạy xong nó sẽ hiện ra cái này cho các bạn. Rồi, các bạn cứ để cái thư mục download với lại cái phần mềm này cho mình nha. Rồi các bạn chọn vào đây platform file. Rồi các bạn chọn cái file này nè. Nhớ là file này các bạn. File raw Olarira mà các bạn download 13 GB á, đây. Bỏ quên. Select target tức là chọn cái USB á. Rồi, ở đây USB của mình 16 GB kinh tông nè. Đó, các bạn tích vào đây, các bạn bấm select. Rồi xong các bạn bấm flash. Rồi. Các bạn đợi nó format nó chạy thôi. Tùy vào cái tốc độ USB của bạn nhanh hay chậm mà nó sẽ nhanh hay chậm nha. Đó. Thì này nó đang chạy nè, đang flash nè. Từ 1% thì các bạn đợi nó chạy full cái này là ok. Rồi các bạn cứ chờ đợi nha, cái này nó đầy full hoàn cho full đầy hết cái này rồi các bạn ok. Sau khi mà các bạn đợi cho nó tạo USB nó chạy xong á, cái phần mềm tạo USB nó chạy xong á thì nó sẽ hiện như vậy, tức là đây là định dạng của macOS nên máy Win nó không có đọc được. Rồi các bạn cứ để im ra cho mình. Rồi tiếp theo các bạn vào mini partition, đây là cái phần mềm mà đọc ổ đĩa nha các bạn. Thì cái phần mềm mini partition này các bạn có thể Google cài đặt, nó rất là dễ đó. Các bạn cài xong các bạn mở lên cái phần mềm này. Rồi đây là cái phần vùng chứa cái bộ cài macOS 12 Monterey của mình nè. Rồi các bạn thấy cái phần FB này không? Đây là tức là cái menu boot nè, cái phần boot của nó nè. Đó, thư mục rất quan trọng nha, boot được hay không là nhờ cái này nè. Rồi các bạn chuột phải. Anh hai bắt sành cho mình. Có nghĩa là bây giờ nó đang ẩn, các bạn muốn thao tác cho nó các bạn phải hiện nó lên, anh hai bắt sành cho mình. Ép cái này nó tự động nó tạo, các bạn cứ bấm ok, bấm apply cho mình. Ok. Đó, sau khi mà hai các bạn sẽ được cái thư mục này, các bạn đừng có nhấp chuột qua làm gì nha. Rồi tiếp theo các bạn tải tiếp cho mình cái đó là explore. Explore cộng đây cái phần mềm mà mini tool partition các bạn có thể tạo ở cái tải cái link này nha, về cài đặt bình thường nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn tải cái explorer cộng này cho mình. Thì cái link này mình cũng để dưới phần mô tả luôn. Các bạn Win 64 bit giờ ai xài 32 bit nữa thì các bạn cứ tải bằng 64 bit này về cho mình download. Rồi sau khi mà tải về explorer thì các bạn sẽ được cái thư mục này, các bạn giải nén cho mình nha.
rồi, vào vào trong chuột phải này cho mình, rồi để mình tận đây. Khi mà các bạn chạy lên đó là nó đã đọc được cái phong vùng F này nè, phong vùng F này nè nha các bạn. Đó, nó đã đọc được cái phong vùng này rồi. Thì hiện tại cái Explore này nó đang đọc phong vùng này. Rồi tiếp theo, nhớ là phải anh hai cái này chứ nha các bạn. Rồi các bạn có nhớ cái thư mục FI hồi nãy mà mình nó đau rồi không? Đúng với đời chip của mình không? Nhớ là cái này phải đúng với cái đời chip CPU các bạn nha. Các bạn giải nén lại cho mình. Rồi các bạn vào trong đây, lấy phương mục FI nè các bạn. Đó. Các bạn thấy hai cái này đúng không? Các bạn xóa hai cái này đi cho mình. Nhớ là xóa hai cái này đi nha các bạn. Xóa đi. Xóa là chuột phải delete thôi nha các bạn. Đợi nó xóa rồi. Rồi ok, nó đã xóa. Rồi các bạn vào cái FI mà các bạn mới download nè. Các bạn để control chọn lần hai pha chuột phải copy hai cái này cho mình. Vào đây. Chuột phải. Bay nó. Nhớ là hai cái thư mục boot UOC này nó phải nằm trong cái thư mục AFI này nha các bạn. Rồi ok, như vậy là bây giờ mình đã tạo xong cái USB cài Hackintosh macOS Monterey 12. Rồi bây giờ mình sẽ vào boot vào USB cài đặt thử cho các bạn coi nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ khởi động lại máy. Rồi các bạn nhấn vào BIOS cho mình nha. Nút vào BIOS hình như là F11 hay F12 tùy main nha các bạn. Main mình là main NFI nên mình sẽ nhấn F11. Rồi các bạn enter setup BIOS cho mình. Đó. Setting. Rồi. Vào phần advanced. Lưu ý là mình dẫn cho các bạn cài ở đây là cài cạc màn hình rồi AMD nha các bạn. Cài của mình là RX570. Thì khuyên các bạn là xài các cạc của AMD, nó sẽ support native cái Hackintosh như là từ 580 đổ xuống là AMD là native nha các bạn. Rồi, đây là phần graphics nè. Đó. Đây. Cái phần này là khi mà cạc on là chỉnh ở đây eGPU, cái này là cạc rời nha các bạn, mình chạy cạc rời nó mình chỉnh cạc rời. Rồi disable cái này, nhớ disable nha, cái này các bạn Thunderbolt disable USB XHC handoff các bạn để enable cho mình nha các bạn, USB controller enable. Tắt cái bên này phát boot đi nha các bạn, disable hết. Disable hết nha. Rồi xong. Các bạn nhấn lưu lại. Reboot. Ok. Rồi các bạn tiếp tục vào nhấn vào menu boot. Tùy main nha các bạn, có main F2, có main F8, có main F11, F12. Rồi. FI Genesis đây, đây là cái USB chứa cái phần vùng cài đặt macOS của mình. Rồi bây giờ mình sẽ vào nha. Đó, khi mà các bạn khởi động nó sẽ chạy như thế này. Rồi. Các bạn cứ để cho nó chạy nha các bạn.
bấm gì hết, cứ để cho nó chạy thoải mái. Rồi khi mà nó chạy xong nó sẽ thử boot chưa. Vào đây vô tới phần cài đặt này các bạn, đây là phần chọn lên việc chọn tiếng nè. Đó các bạn cứ bấm in lịch cho mình. Rồi vào tới phần này tức là bắt đầu giao diện cài đặt ở đây. Rồi đầu tiên các bạn phải format cái ổ đĩa chứa Trong cái đoạn cuối clip nãy thì mình hướng dẫn nó chưa chính xác, thì bây giờ mình làm cái này nó sẽ chính xác hơn. Khi mà các bạn tới đây, các bạn chọn công cụ Disingenuity thì nó sẽ hiện ra cái công cụ để định dạng ổ đĩa trên macOS nè. Thì các bạn tích vào cái góc này, các bạn chọn Show on Device. Đó, nó sẽ hiện ra nguyên một dãy ổ đĩa, nguyên một dãy ổ đĩa các bạn nha. Rồi, tiếp theo các bạn chọn một cái ổ đĩa, ví dụ như trong cái ảnh này là người ta chọn ổ đĩa khác nè. Đó, ổ đĩa của các bạn là ổ đĩa như nào các bạn cần cài thì các bạn phải nhớ tên nha, chứ để xóa nhầm ổ đĩa win là chết á. Rồi các bạn chọn vào một cái ổ đĩa, xong rồi ổ đĩa ví dụ như người ta đang chọn ổ đĩa này nè, thấy không, chọn ổ đĩa này. Rồi chọn eraser ở góc phải đây, các bạn chọn vào đây nha, chọn eraser thì nó sẽ hiện ra cái thông báo cái bảng pop up như thế này. Rồi tiếp tục các bạn đặt cái tên ổ đĩa macOS của mình hay đặt macOS luôn, các bạn muốn đặt gì đặt. Rồi hai cái dòng này quan trọng là format, các bạn phải chọn ABFS, streamer các bạn phải chọn GUI Partition Map gì đó. Rồi giống cái trang này các bạn, này quan trọng nha, chọn sai là cài nó báo lỗi nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo thì khi mà các bạn bấm eraser á thì nó sẽ định dạng xong, nó chạy xong các bạn bấm tắt đi. Đó, để tắt cái công cụ đi, thì khi các bạn tắt công cụ Disingenuity này thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Rồi các bạn chọn vào Install macOS Beta nè, kích chuột vào, bấm Continue. Rồi sau khi Continue thì nó sẽ hiện ra một cái bảng để các bạn chọn ổ đĩa. Thì cái ổ đĩa này là chính là cái ổ đĩa mà USB nè, hay đây là USB nè, các bạn đừng có chọn cái ổ đĩa mà các bạn mới vừa format á. Đó. Rồi các bạn chọn cái ổ đĩa mới format, mới eraser ở trên các bạn, bấm continue và đợi nó chạy thôi. Thì lưu ý là trong quá trình cài máy sẽ tự restart lại, và các bạn cứ để im, hoặc là khi mà các bạn boot á, lỡ nhấn á, thì boot vào USB và chọn cái phần vùng thứ hai, cái phần vùng có tên là macOS, có nghĩa là cái phần vùng nó đang cài, chứ các bạn đừng có bấm vô cái install macOS là nó sẽ chạy lại từ đầu nha các bạn. Đó, nhớ nha, nhớ cái khúc này nha, nó tự restart thì các bạn cứ cho nó restart rồi nó tự động nó chạy vô cái chỗ macOS. Thường thường nó tự nó vô luôn, hoặc các bạn nhấn Enter chọn đúng phần vùng macOS cho nó chạy. Rồi, chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, có gì thắc mắc cứ comment bên dưới nha. Xin chào và cảm ơn các bạn.